Danh hài Kiều Anh ấm êm bên chồng thứ hai, khổ tâm vì con gái út nói nhiều hơn cả mẹ. Trời ơi, nói bây giờ dữ lắm. Nói mà chị còn nhìn chị nói trời, sao lại có thể như thế này. Tham gia trong một chương trình, nghệ sĩ Kiều Anh đã có những chia sẻ xoay quanh hôn nhân 8 năm với người chồng hiện tại, nghệ sĩ cải lương kim diễn viên Hoàng Nhất. Đặc biệt những tiết lộ hài hước của Kiều Anh về con gái út thu hút nhiều sự chú ý. Kiều Anh và Hoàng Nhất còn tiết lộ về khả năng thiên bẩm của con gái út đã được 2 tuổi rưỡi, bé Kalie Hoàng Trần. Khi được MC Đại Nghĩa hỏi về ngoại hình của con gái, Kiều Anh cho biết bé giống cả bố mẹ. Nữ nghệ sĩ còn hài hước, nếu chỉ giống một trong hai đứa thì dễ gì sống chung 8 năm được. Kể đến khi MC Đại Nghĩa thắc mắc khả năng ăn nói của bé Kalie Hoàng Trần thừa hưởng từ bố hay mẹ, diễn viên Hoàng Nhất đã ngại ngùng chỉ qua bà xã. Trong khi Kiều Anh e thẹn, cái mỏ nói ra trước mà, nói dữ lắm, nói đến mức mà chị nhìn chỉ còn phải thốt lên, ôi sao lại thế này. Tại vì mình nghĩ chồng ít nói thì ít nhất cũng phải thừa hưởng từ bên đây chứ, chỉ sang phía Hoàng Nhất, bây giờ nó nói hơn chị nữa. Kiều Anh là nữ nghệ sĩ hài nổi danh, từng hoạt động sôi nổi ở thị trường hải ngoại. Dù sự nghiệp trực trở, cô lại lận đận đường tình khi cuộc hôn nhân với danh hài Lê Huỳnh Đức Gánh còn vướng vào lùm xùm không hay. Thời điểm ly hôn vào năm 2013, Kiều Anh bị chồng cũ tố lừa lấy một số tiền lớn của anh. Trước sự việc, Kiều Anh giữ im lặng và cũng từ đó, nữ nghệ sĩ hài hạn chế xuất hiện trên các sân khấu hơn xưa. Sau khi ly hôn Lê Huỳnh một thời gian, Kiều Anh mới bắt đầu hẹn hò với nghệ sĩ cải lương, diễn viên Hoàng Nhất. Trước khi tiến tới chung sống, cả hai đã là bạn bè, tri kỷ suốt 13 năm. Tính đến nay, Kiều Anh và Hoàng Nhất đã có 8 năm mặn nồng, có chung con gái là bé Kalie Hoàng Trần, tên đầy đủ là Trần Hoàng Yến Xuân. Hoàng Nhất cũng được lòng con gái riêng của vợ, bé Whitney Yến Khang. Cuối năm 2018, Kiều Anh chính thức sang hết toàn bộ tài sản, đứng tên mình cho hai cô con gái. Nữ nghệ sĩ hài hước tiết lộ, hiện tại cô là kẻ trắng tay, không có của cải tài sản gì. Cũng trong chương trình Bạn Đời Ăn Ý, Kiều Anh tiết lộ, Hoàng Nhất thường nói anh yêu em, với vợ đến mức cô nghe nhiều quá thành bình thường. Dù vậy, Kiều Anh dí dỏm khẳng định, nếu không còn được nghe Hoàng Nhất nói anh yêu em, cô sẽ không tha cho anh. Suốt 8 năm qua, Kiều Anh luôn nghe những lời ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng ngược lại, nữ nghệ sĩ hài không hay nói với chồng những lời có cánh. Không phải vì xấu hổ mà Kiều Anh muốn giữ cá tính riêng, nói đến đâu nữ nghệ sĩ hài không khỏi bật cười. Sau đổ vỡ hôn nhân với Lê Huỳnh, Kiều Anh từng tiết lộ mối quan hệ với chồng cũ không quá căng thẳng nữa. Mỗi người cũng đã có cuộc sống riêng, hạnh phúc. Kiều Anh giờ đây có Hoàng Nhất đồng hành cả trên sân khấu lẫn ngoài đời, hai vợ chồng luôn như hình với bóng. Chính vì vậy, dù đã 8 năm bên nhau, tình cảm của cặp đôi này vẫn ngọt ngào vẹn nguyên như thuở ban đầu.